Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì chúng ta được học về đường thẳng vuông góc mặt phẳng đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 4, đó chính là hai mặt phẳng vuông góc. Thì ở trong clip trước ấy, chúng ta đã nắm được góc mà tạo bởi góc giữa đường thẳng mặt phẳng, góc nhị diện chúng ta được học, chúng ta đã biết rồi. Ví dụ bây giờ này, để mà chứng minh một đường thẳng, ví dụ như là đường thẳng SA đi. Vuông góc cái mặt đấy là ABCD đây, ví dụ thế, thì có phải là cái điều kiện ở đây chúng ta phải chứng minh được là SA này này phải vuông góc với hai cái đường thẳng mà nó nằm ở trong cái mặt phẳng này. Các em hiểu nào? Ở đây là hai cái đường thẳng, hai dấu hỏi này, nó phải nằm trong mặt phẳng này, thì khi đó chúng ta nói SA này nó sẽ vuông góc mặt phẳng này, và điều kiện hai cái đường thẳng này nó phải cách nhau tại một điểm, đúng không nào? Còn bây giờ này, ví dụ để chứng minh mặt phẳng SAB vuông góc với mặt phẳng SAC đi, ví dụ thế. Các em hiểu nào? Như vậy thì ở đây để mà chứng minh một đường thẳng một mặt phẳng này vuông góc mặt phẳng này, thì chúng ta chỉ cần chứng minh cái mặt phẳng ví dụ SAB nó sẽ vuông góc với một đường thẳng nó nằm trong mặt phẳng này. Ví dụ như nó vuông góc với cái đường thẳng AC đây, mà trong khi đó AC này nó lại cái anh AC này nó lại nằm, gọi là cái mặt phẳng SAC này lại chúa. Cái hiểu nè. Thì từ hai yếu tố này chúng ta suy ra hai mặt phẳng này vuông góc với nhau. Nghĩa là ở đây chúng ta chỉ cần chứng minh một mặt phẳng này nó vuông góc với bất kỳ một cái đường thẳng mà nó nằm trong mặt phẳng kia, thì chúng ta kết luận hai mặt phẳng đó sẽ vuông góc với nhau. Nhớ là như vậy. Các em hiểu nè. Đấy. Thì thầy nói sơ lược để chúng ta dễ hình dung. Còn hai mặt phẳng vuông góc thì chúng ta đã hiểu rồi. Vuông góc thì sẽ bằng bao nhiêu độ? Sẽ bằng 90 độ đúng không nào? Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần mở đầu em nha. Để công trình xây dựng được an toàn và bền vững, người ta thường xây tường nhà vuông góc với nền nhà. Thì các em thấy, nếu như mà các em thấy các cái công trình mà xây dựng nhà ở ấy, thì chúng ta sẽ thấy bây giờ người ta sẽ xây cái móng trước, gọi là cái nền á. Sau đó từ cái nền này người ta sẽ xây các cái tường gạch. Và đây, cái phần này người ta gọi là tường này, còn cái phần này người ta gọi là cái nền này ha. Thì cái thằng này và cái thằng này nó sẽ vuông góc với nhau. Đây, như vậy hình ảnh tường nhà vuông góc với nền nhà gợi nên khái niệm nào trong hình học? Đó chính là gì? Đó chính là hai mặt phẳng vuông góc. Đó chính là hai mặt phẳng vuông góc nha. Ok, xong. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 1, đó chính là định nghĩa. Về phần định nghĩa ấy, thì ở đây chúng ta sẽ giải quyết cho các em, thầy sẽ giải quyết cho các em ở cái hoạt động 1 này. Các em thấy đây chính là các cái vách ngăn của cái kệ tủ. Thầy nghĩ là ở trong mỗi chúng ta thì nếu mà nhà các bạn mà có điều kiện một chút ấy, thì đều có cái bàn học, nó có cái kệ tủ này để chúng ta bỏ các dụng cụ, ví dụ sách vở, máy tính các kiểu ha. Thì người ta nói là hai vách ngăn tủ trong hình 45 gợi nên hình ảnh hai mặt phẳng BQ cách nhau tạo nên bốn góc nhị diện. Các góc nhị diện đó có phải là góc nhị diện vuông hay không? Chắc chắn là phải. Phải này. Các em nhìn nè, ở đây là mặt phẳng B này. Mặt phẳng B đây, mặt phẳng Q đây. Thì hai này nó cách nhau theo cái giao tuyến, em thấy không? Thấy cái giao tuyến D không? Như vậy nó sẽ tạo thành một góc nhị diện, hai góc nhị diện, ba góc nhị diện và bốn góc nhị diện. Và các góc nhị diện này đều là những góc nhị diện vuông. Góc nhị diện vuông nghĩa là cái góc nhị diện của nó sẽ bằng bao nhiêu độ? Sẽ bằng là 90 độ. Được chưa? Tại vì nó toàn bộ là thiết kế là vuông góc với nhau. Hả? Như vậy thì ở đây cái hoạt động 1 này, chúng ta có thể trả lời nhanh vô. Cái này rất là dễ. Được chưa nào? Rồi. Ta sẽ đi sang ở phần tiếp theo. Ta sang phần nhận xét này. Ta ghi phần nhận xét vô. Hai mặt phẳng cách nhau tạo nên bốn góc nhị diện. Nếu một trong bốn góc nhị diện đó vuông thì các góc nhị diện còn lại cũng sẽ là vuông. Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có phần định nghĩa này. Hai mặt phẳng cách nhau tạo nên bốn góc nhị diện. Nếu một trong các góc nhị diện đó là góc nhị diện vuông thì hai mặt phẳng đã cho gọi là vuông góc với nhau. Được chưa nào? Hai mặt phẳng B hoặc Q được gọi là vuông góc với nhau nếu một trong bốn góc nhị diện đó là nhị diện vuông, thì hai mặt phẳng này sẽ vuông góc với nhau. Như vậy chúng ta sẽ ghi và vẽ tại cái hình này vô. Được chưa nào? Ok. Rồi,
Như vậy thì khi mà hai mặt phẳng BQ vuông góc với nhau, chúng ta ký hiệu này. Ta đi sang phần ví dụ 1. Cho hình chóp SABCD, hình thoi nha, hình thoi thì chúng ta biết rồi, các cạnh nó sẽ bằng nhau và hai đường chéo nó sẽ vuông góc với nhau ha. SO ở đây người ta đã cho em SO là vuông góc mặt đáy này, chứng minh rằng hai mặt này vuông góc với nhau, thì người ta giải phía bên kia. Nhưng mà ở đây thầy sẽ nói cái em ở phần luyện tập 1 này trước. Phần luyện tập 1 này, nếu ví dụ trong thực tiễn minh họa hình ảnh hai mặt phẳng vuông góc, thì ví dụ như là mặt tường vuông góc với sàn nhà, hoặc là mặt ngang vuông góc với mặt đứng của bậc thang. Các em thấy cái mặt cầu thang không? Cái mặt cầu thang thì ví dụ đây là cái bậc ở phía dưới, thì cái bậc ở phía trên như này, thì hai cái bậc này nó sẽ vuông góc với nhau, gọi là hai mặt phẳng. Đây là B, đây là Q, hiểu chưa? Đó, rất là nhiều em. Hoặc là chúng ta có thể mở quy viện vỡ ra, nhưng mà cái góc ví dụ hai bàn tay đây ta chồng vào nhau, đây mặt này và mặt này thì nó sẽ vuông góc với nhau này. Đó, hiểu chưa nào? Đây em, cái luyện tập 1 này. Ok chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ đi sang trang 96 em nha, 96. Ở đây người ta có giải cho em ở cái phần ví dụ 1 này. Ở đây người ta yêu cầu các em chứng minh cái dựa vào cái phần định nghĩa. Mà định nghĩa thì phải chứng minh nó là bốn cái góc nhị diện, trong đó phải có một góc nhị diện vuông. Nên là nó hơi khó hiểu em. Nhưng mà khi mà chúng ta học phần 2 này, cái điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc ấy, thì bài này rất là dễ. Để chứng minh SAC và SBD vuông góc với nhau thì cực kỳ dễ nha. Nha, tại vì ở đây bản chất vấn đề ở đây á, bản chất là vấn đề này là anh ABCD là cái hình thoi thì chúng ta đã có AC thì sẽ vuông góc với BD. Đó, đúng không? AC thì vuông góc với BD, mà trong khi đó SO thì nó lại vuông góc với mặt đáy ABCD, thì chứng tỏ SO sẽ vuông góc với lại BD. Từ đó chúng ta sẽ suy ra, em thấy nào? Như vậy BD ở đây vuông góc với AC và BD vuông góc với SO, mà SO nó lại thuộc mặt phẳng SAC, thì chứng tỏ từ đây chúng ta suy ra BD sẽ vuông góc mặt phẳng SAC. Nếu như chúng ta học phần 2 xong á thì chúng ta sẽ làm như thế này nhá. Nghĩa là khi đó chúng ta sẽ có BD vuông góc SAC, mà trong khi đó BD của chúng ta lại nằm trong mặt phẳng SBD. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra hai mặt phẳng SAC vuông góc với mặt phẳng SBD. Nghĩa là gì? Sau khi chúng ta học xong cái điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc, thì chúng ta chỉ cần chứng minh giùm thầy cái mặt phẳng này nó chứa một cái đường thẳng, mà đường thẳng đó nó lại vuông góc mặt phẳng kia, thì hai mặt phẳng đó sẽ vuông góc với nhau. Vậy thôi nha. Thì bây giờ nó như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 2, cái điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở hoạt động 2 em. Nền nhà, cánh cửa và mép cửa ở hình 48 gợi nên hình ảnh mặt phẳng B, mặt phẳng Q và đường thẳng A nằm trong mặt phẳng B. Quan sát hình 48 và cho biết vị trí tương đối của đường thẳng A và mặt phẳng Q. Cái đường thẳng A đâu? Đây, cái đường thẳng A các em thấy không? Và mặt phẳng Q chắc chắn là như thế nào? Sẽ vuông góc. Ở đây là A sẽ vuông góc với mặt phẳng Q nè. Chắc chắn là như vậy. Hai mặt phẳng B và Q có vuông góc với nhau hay không? Các em thấy là đường thẳng A này có phải nó nằm trong mặt phẳng B không? Có phải không? Có phải A thì nó nằm ở trong mặt phẳng B, mà A thì lại vuông góc với lại Q, thì từ hai yếu tố này chúng ta suy ra mặt phẳng B sẽ vuông góc mặt phẳng Q. Xong. Ok nhá. Đây em. Nếu mà các em thích trả lời bằng chữ thì thầy có đưa ra bằng chữ đây. Còn các em thích bằng ký hiệu thì thầy cũng đã viết bằng ký hiệu rồi. Muốn các em thầy cô mà muốn kiểu nào thì chúng ta sẽ làm những kiểu đó, được chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang ở cái phần tiếp theo. Ta sang phần định lý này. Nếu mặt phẳng này chứa một đường thẳng mà đường thẳng đó vuông góc với mặt phẳng kia, thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau. Nó giống như này này. Nếu A mà vuông góc QQ mà A lại nằm ở trong B, thì chứng tỏ B với Q này sẽ vuông góc với nhau. Nghĩa là từ nay trở về sau, để chứng minh hai cái
mặt phẳng vuông góc với nhau, thì chúng ta chỉ cần tìm một cái đường thẳng mà nó nằm trong mặt phẳng này, mà đường thẳng này lại vuông góc mặt phẳng kia, thì hai mặt phẳng đó sẽ vuông góc với nhau. Chỉ cần tìm ra một đường thẳng vuông góc thôi. Chúng ta hiểu chưa nào? Đấy, ok. Ở đây người ta đã chứng minh rồi thì thầy sẽ không nói nữa. Rồi người ta có thể vẽ em thành hình này vô. Nha, ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Ở đây chúng ta sẽ đi sang ví dụ 2 này. Cho hình chớp SABCD có SA thì vuông góc mặt đáy, thì chứng tỏ SA này sẽ vuông với tất cả các đường thẳng nằm trong đây. Đáy ABCD là hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì nó sẽ có bốn góc vuông nha. Chứng minh rằng ở đây là mặt SAB vuông góc với mặt ABCD. Như vậy chúng ta chỉ cần tìm một đường thôi. Tìm một đường. Như vậy chúng ta thấy là SA ở đây là đã vuông góc rồi này. SA đã vuông góc mặt đáy, mà SA này nằm thuộc trong mặt phẳng SAB, thì chứng tỏ hai này vuông góc với nhau. Tại vì đây là SA vuông góc với ABCD, mà SA lại nằm ở trong mặt này. Hiểu chưa? Để chứng minh SAB vuông góc với SAD thì cũng vậy. Tại vì SA nó vuông góc với gì? SA nó vuông góc với lại AB. Cái đúng không nào? Rồi, mà ở đây là AB vuông góc hai đường này. Rồi ok, như vậy AB vuông góc ở đây. Mà AB này, nó lại nằm trong mặt phẳng SAB, từ đó chúng ta có hai thằng này vuông góc với nhau. Cái này rất là dễ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lăn sang phần luyện tập 2 này. Cho hình chớp SABCD có đáy ABCD là hình thoi, thầy sẽ lấy cái hình này luôn nha, lấy hình này luôn nha. Có ở đây là SA vuông góc của thằng này. Ở đây chứng minh rằng SAC vuông góc ở đây. Hồi nãy thầy đã làm rồi. Đã làm ở trong phần cái điều kiện ấy. Ở đây chúng ta sẽ vẽ em thầy hai đường kéo ra. Tại vì hình thoi thì hai đường kéo sẽ vuông góc với nhau. Em hiểu không? Cứ hình thoi là hai đường kéo sẽ vuông góc với nhau thôi. Đó. Dễ lắm nha. Cực kỳ dễ luôn. Ở đây em ta nhìn này. Để chứng minh SAC vuông góc SBD thì đầu tiên á, chúng ta đã có là AC sẽ vuông góc với lại là BD. Nghĩa là ở đây chúng ta cần phải chứng minh một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng, và đường thẳng này phải nằm trong mặt phẳng kia. Chị em hiểu không nào? Chúng ta có AC vuông góc với BD, đồng thời chúng ta cũng có SA này. SA này sẽ vuông góc với BD, tại vì SA vuông góc mặt này nên chúng ta cũng sẽ có SA vuông góc với lại BD. Cái này là vì sao? Ở đây là vì ABCD hình thoi này. Hình thoi nên ta mới suy ra được điều này. Còn cái này vì sao? Vì ở đây là SA vuông góc mặt đấy là ABCD này, nên ta mới suy ra được điều này. Khi chúng ta có hai yếu tố này, ta có BD vuông góc AC và BD vuông góc với SA, mà trong khi đó SA và AC là cách nhau tại A, nhưng mà cái điều kiện mà để một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng thì đã đầy đủ, có đúng? Như vậy ở đây là ta có là AC giao với SA thì ở đây là cách nhau tại A, từ đó chúng ta suy ra đây là BD sẽ vuông góc mặt phẳng SAC, trong khi đó BD của chúng ta lại nằm ở trong mặt phẳng SBD, nên từ hai yếu tố này có phải chúng ta suy ra mặt phẳng SAC sẽ vuông góc mặt phẳng SBD xong. Vậy thôi. Các em hiểu không? Như vậy thì đâu có vấn đề khó đâu em. Được chưa? Ok. Chúng ta có thể ghi chép theo ký hiệu đó, hoặc là chúng ta có thể ghi như thế này cũng được, chữ như thế này cũng được. Rồi vậy thôi. Như vậy thì trong clip hôm nay tới đây là kết thúc. Trong clip sau thì thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần 3 la mã, tại vì nếu mà quay phần 3 la mã nữa thì rất là dài nha. Nha. Ok, bye bye các em. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh Thầy Quang với thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Ngọ. Ok, ok. Họ làm đẹp các em. Đấy, rất đẹp luôn.